mừng đội ngũ thầy thuốc của Bệnh viện Quân y 103, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao thành tích, đóng góp mà bệnh viện đã đạt được trong năm qua. Các cán bộ chiến sĩ quân y nói chung và đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 nói riêng đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho. Mong rằng các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 103 tiếp tục phấn đấu là những tấm gương tiêu biểu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, công tác xây dựng quân đội và phục vụ nhân dân đặt ra yêu cầu ngày càng cao với ngành quân y nói chung và Bệnh viện Quân y 103 nói riêng. Do đó, cùng với làm tốt công tác thu dung, điều trị bệnh, bệnh viện tiếp tục phát triển các chuyên ngành mũi nhọn đã được khẳng định như ghép tạng. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ bệnh viện trong sạch, vững mạnh, đoàn kết cao để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.